Kính mát được cho là một món đồ có thể tạo nên sự phá cách cho toàn bộ tủ quần áo mùa hè của bạn. Để biến bộ fit hàng ngày của mình trở nên hoàn hảo, thì việc lựa chọn một đôi kính cho khuôn mặt và phù hợp với bộ quần áo mình đang mặc là điều rất quan trọng. Chỉ cần lựa chọn lệch tun một loại phụ kiện đủ khiến cho fit của bạn trở nên lộn xộn, không đồng nhất. Vậy, làm cách nào để lựa chọn được kính mát phù hợp với bản thân mình? Cùng đón chờ nhé! Để tìm hiểu những kiểu kính mát nào thực sự đáng sở hữu, hãy xem cách các cô gái thời trang mang chúng và kết hợp như thế nào nhé. Cùng điểm qua bản tin hàng tuần ngày hôm nay là 7 xu hướng kính mát đi đầu trong phụ kiện thời trang năm 2021 này. Xu hướng kính mát của năm nay thiên về gọng kính hình học mạnh mẽ và kính mát có màu sắc rực rỡ, lấy cảm hứng từ phong cách của những năm cuối thập niên 90. Đừng lo lắng kiểu kính ở cuối thập niên khiến bạn trông già đi. Ngày nay kính đã được cải tiến mẫu mã và lấy ngẫu hứng từ phong cách xưa để làm đa dạng mẫu mã kính. Bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình những fit phù hợp với kiểu dáng của kính đủ khiến bạn trở nên nổi bật, trong khi vẫn giữ được sự ấn tượng. 1. Kính mắt mèo thập niên 90. Mặc dù những chiếc kính mắt nhỏ xíu, không thực tế đó có vẻ quá nhỏ để có thể chống lại tia cực tím, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn vẫn không thể bỏ qua kiểu kính của năm 2021. Điều đáng nói là kính này mang cho người mang một phong cách rất quý tộc và kiêu sa, một mặt hàng chủ lực trở lại những năm 50. Sau đó một lần nữa, vào những năm 90, cọng kính mỏng và nhỏ đã trở lại với sự ngoại mục vào năm ngoái và nhanh chóng thu hút được những người theo đuổi phong cách này. Đồng thời với kiểu kính này, không khó để hiểu tại sao lại được lăng xê nhiệt tình bởi các sao Hollywood như Marilyn Monroe, Claire Kelly, Elizabeth Taylor, Jessica Alba, Olivia Blackmore. Vì thế, các nàng sao Việt luôn cũng luôn chọn kiểu kính yêu thích này và lựa chọn khi chụp hình sống ảo đấy. 2. Kính mát XXL. Kiểm tra bất kỳ danh sách các xu hướng kính mát hàng đầu cho năm 2021 và bạn sẽ nhận thấy rằng kính mát cỡ lớn XXL phù hợp với tất cả mọi người. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào điều đó có thể xảy ra, hãy để chúng tôi làm cho bạn biết rằng khung XXL này đã càn quét trong vài năm nay. Năm 2021 sẽ không có gì khác biệt vì kính mát quá khổ kiểu cổ điển đã và đang gia tăng. Kiểu kính mát lấy cảm hứng từ cổ điển này không chỉ là sự bổ sung hoàn hảo cho mọi diện mạo mà còn đủ lớn để che một nửa khuôn mặt của bạn, là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bảo vệ đôi mắt của mình và tránh các nếp nhăn, vết chân chim do ảnh hưởng bởi tia UV có hại. 3. Kính mát vuông. Bạn phải chọn kính mát hình vuông nếu bạn muốn có một vẻ ngoài quyến rũ. Kính mát hình vuông sẽ nhấn mạnh cá tính mạnh mẽ của bạn với hình dáng thanh lịch và một chút kịch tính. Kính mát hình vuông theo phong cách retro là một kiểu kính cổ điển vượt thời gian và tiếp tục là xu hướng vào năm 2021, và chúng có thể mang đến những dung cảm xa hoa nhất. Nhiều người nổi tiếng và ngôi sao Hollywood tiếp tục được phát hiện đeo kính mát cổ điển hình vuông. Vì vậy, lần tới khi bạn mặc chúng vào, hãy tưởng tượng bạn đang được các tay săn ảnh chụp lại. Một lưu ý nghiêm túc, kính mát hình vuông luôn được sử dụng với mong muốn che mặt, bởi vì chúng che gần hết khuôn mặt của bạn. Vì vậy, nó là siêu chức năng đấy. 4. Kính tí hon. Dù kính ngoại cỡ sẽ tiếp tục trở thành xu hướng lớn trong năm 2021, thì kính tí hon cũng nằm trong danh sách này. Với thời trang cổ điển trở lại mạnh mẽ, các nhà thiết kế đang mang lại những chiếc kính mát tí hon từng là xu hướng trở lại vào những năm 80 và 90. Vượt thời gian và phù hợp với tất cả mọi người, kính mát tí hon tạo thêm nét cổ điển cho bất kỳ trang phục nào bạn đang mặc. Hãy nhớ rằng những thứ này trông càng nhỏ, chúng càng nhỏ thì trông càng cổ điển và hợp thời trang. Khi chúng ta nói về kính tí hon, sẽ luôn được đánh giá rất cao về gu ăn mặc và chọn phụ kiện đấy. Những sắc thái nhẹ này cực kỳ sang trọng và siêu thoải mái. 5. Kính mát kiểu tròn. Xu hướng cuối cùng mà kênh xu hướng muốn giới thiệu là sự lựa chọn của các quý cô. Kính mát kiểu tròn, hình dáng rất nữ tính và sang trọng, nó giúp tăng bốc cho nhiều hình dạng khuôn mặt. Ưu điểm tốt nhất của chúng là bạn có thể kết hợp chúng với bất kỳ trang phục nào bạn muốn. Kiểu mắt kính này luôn có thể làm tăng mức độ đẳng cấp và cầu kỳ. Vì vậy, lựa chọn kiểu kính này trong tủ đảm bảo không bao giờ sai nhé. Những chiếc kính mát tròn quyến rũ này có đường cong tròn, nhìn khuôn mặt đầy đặn và sức sống hơn rất nhiều. Vì thế luôn đứng trong top Gen Z của phụ kiện khi phối đồ của các sao lớn trên thế giới đấy. Vậy là đã kết thúc phần bản tin rồi. Hy vọng với bản tin này sẽ giúp cho bạn lựa chọn được kính mát phù hợp với bản thân cũng như phù hợp với xu hướng của năm 2021 nhé. Đừng quên subscribe kênh và theo dõi bản tin 5 phút hàng ngày của xu hướng nha.